lộ danh tính gây sốc của bạn trai tân Miss Universe Thái Lan là idol quen mặt sở hữu fan đông đảo. Đăng quang cách đây 3 ngày, tân Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan 2023, Antonia Borsil gây chú ý với câu chuyện tình cảm cùng Isfan Fandi, trung vệ của đội tuyển bóng đá Singapore. Tối 20 tháng 8, đêm chung kết Miss Universe Thái Lan, Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan 2023 đã chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Antonia Borsil đến từ tỉnh Nakhon Ratchasima. Chiến thắng của cô nàng không nằm ngoài dự đoán của các fan sắc đẹp, bởi từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, Antonia Borsil đã thể hiện rõ bản thân là một đối thủ đáng gờm và việc tỏa sáng trong đêm chung kết đã giúp cô đăng quang một cách xứng đáng. Antonia Borsil hiển nhiên trở thành đại diện quê nhà tham dự Miss Universe 2023 tổ chức ở El Salvador vào cuối năm nay. Bên cạnh nhan sắc cuốn hút, profile ấn tượng thì Antonia Borsil còn sở hữu chuyện tình cảm đáng ngưỡng mộ. Theo đó, ngay khi vừa đăng quang, cuộc sống đời tư của cô nàng bỗng trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của cư dân trên khắp các diễn đàn sắc đẹp. Lúc này, truyền thông Thái Lan đã đưa tin Antonia Borsil đang hẹn hò Isfan Fandi, trung vệ của đội tuyển bóng đá Singapore. Isfan Fandi và Antonia Borsil bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ năm 2020, nhưng rất hiếm khi chia sẻ những hình ảnh chụp cùng nhau. Đến năm 2021, cặp đôi mới tích cực tương tác qua lại với đối phương nhiều hơn trên mạng xã hội. Tại các giải đấu Isfan Fandi tham gia, Antonia Borsil luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai. Được biết, Isfan Fandi năm nay 26 tuổi, cao 1m88 và đang thi đấu cho câu lạc bộ PG Batam United ở giải Thái League 1. Anh cũng là trụ cột ở hàng thủ của đội tuyển Singapore, thi đấu ấn tượng ở AFF Cup 2020. Đáng chú ý, Isfan Fandi chính là con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad. Không chỉ thi đấu ấn tượng mà anh chàng còn sở hữu ngoại hình cao ráo điển trai. Tại Singapore, Isfan Fandi có lượng fan đông đảo, đặc biệt là nữ giới. Trước đó, Isfan Fandi từng được nhiều người ngưỡng mộ vì mối tình 7 năm với Nurul Suhaila Mohammed Saifui, vận động viên Pencastilat thuộc đội tuyển quốc gia Singapore. Cô nàng là một võ sĩ lừng danh từng tham dự nhiều kỳ SEA Games và đạt thành tích cao. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến Thái Lan thi đấu cho Batam United, Isfan Fandi đã chia tay Nurul Suhaila Mohammed Saifui và nên duyên với Antonia Borsil. Antonia Borsil sinh năm 1997 là con lai mang hai dòng máu Đan Mạch Thái Lan với gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao và đôi mắt to tròn cuốn hút. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu chiều cao 1m73 cùng thân hình quyến rũ. Người đẹp từng theo học tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2017, thế nên cô có thể giao tiếp tiếng Việt cơ bản. Sau đó, Antonia Borsil theo học ngành quan hệ công chúng và truyền thông tại Tây Ban Nha. Hiện nay, cô nàng tiếp tục theo đuổi ngành quảng cáo và quan hệ công chúng tại trường đại học quốc tế ở Bangkok. Ngoài đời, Antonia Borsil có sở thích du lịch, chơi thể thao và có khả năng nhảy ca hát. Cô cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở đại học. Antonia Borsil từng tham gia The Face Thái Lan 2014 và dừng chân ở top 10 chung cuộc. Sau đó, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực thời trang và cả diễn xuất. Năm 2019, Antonia Borsil đăng ký dự thi Hoa hậu siêu quốc gia Thái Lan và xuất sắc đăng quang. Cùng năm, cô chinh chiến tại Miss Supranational 2019 và có màn thể hiện vượt trội để lần đầu tiên mang chiếc vương miện Miss Supranational cho quê nhà. Trở lại đường đua nhan sắc sau 4 năm, Antonia Borsil quyết định từ bỏ danh hiệu quốc tế để tiếp tục tranh tài tại Miss Universe Thái Lan 2023. Tưởng chừng sẽ khó có thể giành chiến thắng trước nhiều gương mặt tiềm năng của mùa giải này. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm thi đấu trước đó cùng độ chín muồi trong nhan sắc lẫn hình thể, cô nàng đã một lần nữa được gọi tên cho chiếc vương miện cao quý. Sau khi đăng quang, Antonia Borsil có khoảng 4 tháng để chuẩn bị tham gia đấu trường Miss Universe 2023. Với sắc vóc nổi trội và kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, cô được kỳ vọng mang về thành tích cao cho Thái Lan sau 2 năm liền trắng tay tại Hoa hậu Hoàng vũ.